Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Thì hôm nay mình đang đi lạc vào một cái khu vườn Nhật Bản. Đó là cái chỗ bán cây giống. Thì cái nơi này gọi là cái Natot Nursery Outlet. Đó, thì nơi này là cái chỗ mà ươm những cây giống lớn nhất vùng Cincinnati nha. Đó, mình ở đang đứng trong một cái greenhouse, cái nhà mà người ta ươm giống á. Thì cái khu này mỗi một cái nhà là mỗi một cái loại cây riêng. Và cái mình đang đứng trong cái khu này gọi là cái Japanese, những cái cây mà có nguồn gốc từ Japanese. Đây là những cái cây phong lá đỏ mà loại kiển á. Đó, thì mình sẽ đi hết cái khu mà ươm giống lớn nhất vùng Cincinnati cho các bạn xem. Xin mời các bạn hãy theo dõi mình nha. Bầu trời mùa xuân hôm nay thật là trong xanh và khoáng đãng, rất là mát mẻ. Thì rất là thích hợp cho gia đình mình hôm nay sẽ đi tới một cái nơi bán cây giống để mua cây về trồng cho cái khu vườn của mình. Thì trên đường đi mình cũng đi sắp tới cái khu cây bán cây giống rồi đây các bạn. Thì mình thấy có những cái bồn nước cao như thế này. Đó, thì mỗi cái bồn nước đó là thường người ta sẽ xây ở mỗi cái township, tượng trưng cho một cái quận của thành phố. Thì người ta sẽ xây một cái bồn nước như vậy. Trên đó sẽ có những cái hình như vậy để mình biết là mình đang ở cái township nào ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khu vực gọi là Natos Nursery Outlet. Thì cái khu này là cái nơi mà vườn ươm cây giống cũng như là bán những cái cây giống lớn nhất vùng Cincinnati. Có rất là nhiều những cái cây giống đủ thứ loại được bán ở khu vực này. Thì bây giờ mình đang đi vào cái khu gọi là trung tâm shopping center ha. Thì cái nơi này thì những cái cây mà đã hoàn thiện và được đưa ra bán cho mọi người mua về thì sẽ được trưng bày ở đây. Thì mùa này là mọi người đi mua sắm đồ rất là nhiều. Mình đi vào trong cái khu vực mua cây trồng mà giống như là đi trải hội vậy. Mọi người đi mua cây rất là nhiều. Thì cái ở đây thì bán cây giống gọi là chất lượng cao đó. Khu vực này thì bán nhiều những cây hoa hồng nè. Những cái cây giống được bày bán ở đây thì sẽ bảo đảm về sức khỏe, giống như là nó rất là khỏe. Mình mua mình về không có sợ bị sâu bệnh hay là nó bị khô cháy gì cả. Và trồng thì bảo đảm sẽ ra cái bông hoa cũng như là chất lượng hình ảnh giống như đã quảng cáo trên cái giấy quảng cáo. Đó. Thì mình sẽ đi hết một vòng trong khu vực này để chia sẻ với các bạn ha. Đặc biệt là khi mà mình mua cây giống ở đây thì nếu mà đi về mình trồng mà gặp sâu bệnh hay là nó không có được xanh tốt như ý mình muốn thì nó có bảo hành. Có nghĩa là khi mà các bạn mua, các bạn giữ lại cái giấy receipt thì khi mà cái cây mà nói về mình trồng nó không có xanh tốt thì mình có thể đem trả lại và lấy tiền lại hoặc là đổi một cái chậu khác tương đương với cái chậu mình đã mua trong cái thời hạn bảo hành là 1 năm. Thì chỉ cần các bạn đem cái receipt lại, cái giá giấy hóa đơn tính tiền đó là các bạn có quyền đổi lấy tiền lại hoặc là đổi cây giống khác. Bởi vì cây giống ở đây có chất lượng cao và bảo đảm về hình thức cũng như là về sức khỏe của cây giống, cho nên là cái giá thành ở đây thì tương đối cao hơn so với những nơi bán cây giống nhỏ lẻ ở bên ngoài. Nhưng mà được cái là bảo đảm về chất lượng, nên là mình mua ở đây mình cũng yên tâm hơn. Nếu mà mình không thích thì mình có thể mang cái cây mà mình vừa mua qua cái hóa đơn tính tiền mình đem lại mình đổi bất cứ lúc nào trong thời hạn 1 năm. Bên trong cái khu shopping center này rất là rộng lớn, mình đi cả buổi vẫn chưa hết được đâu. Cho
nên là mình chỉ sơ lược những cái cây đẹp và mình thấy nó đẹp mắt thì mình sẽ quay lại thôi. Nó có rất là nhiều những loại cây giống khác nhau, từ những cây nhiệt đới, ôn đới, những cây mà có thể sống được qua mùa đông và những cây chỉ nở hoa vào mùa hè thôi. Những cây sống trong nhà cũng vậy, và những cây ăn trái đâu cũng đều được bán ở đây rất là đa dạng về chủng loại cũng như là hình thức rất là đẹp mắt. Bạn có một khu vườn xinh đẹp thì ngoài cái yếu tố quan trọng đó là cây trồng, cây hoa đẹp và cái cách trồng trọt chăm sóc hợp lý để cho những cây nó sinh tốt, thì cái điểm yếu quan trọng khác cũng không kém phần quan trọng, đó là những cái vật mà để trang trí trong cái khu vườn của mình thêm đẹp mắt. Thì đây là cái khu vực mà bán những cái đồ trang trí nè. Bạn có thể mua những cái vật trang trí này để về mình trang trí trong cái khu vườn của mình, nó sẽ thêm sinh động và bắt mắt hơn. Mỗi ngày mình đi ra vườn mình ngắm nó cũng cảm thấy rất là sảng khoái, sinh động nữa. Đó, thì đây là cái khu vực mà bán những cái đồ trang trí. Những cái đồ này cũng có một cái giá cũng không kém phần đắt đỏ, nhưng mà được cái là nó rất là đẹp mắt. Thì mình sẽ đi hết một vòng để ngắm những cái đồ này, các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Bây giờ mình sẽ đi ra cái khu vực bên ngoài của cái trung tâm mua sắm.
Thì cái bên ngoài này cũng có rất là nhiều những cái cây được trưng bày bán cho những khách hàng, những người mà muốn đi mua những cái loại cây này. Thì những cái loại cây mà để bên ngoài thì thường là có cái kích cỡ cao lớn và nó có thể chịu được mùa đông. Có nghĩa là cái cây, những cái cây này là những loại cây hoa anh đào nè, những loại cây mà có thể mình trồng ở dưới đất được, và khi mà mỗi một mùa đông nó sẽ ngủ đông và tới mùa xuân thì nó sẽ ra hoa, cho nên là người ta để bên ngoài. Mé bên đây là khu vực ươm cây, thì những cái cây mà để bên mé cái khu vực này là vẫn chưa có bán, cho nên là mình chỉ đi vào đây để mình tham quan và mình chia sẻ với các bạn, chứ những cái cây này thì chưa đem đem ra bán, chưa có giá tiền. Thì các bạn thấy em có rất là nhiều những cái vườn ươm bên trong. Mỗi một cái nhà như vậy là mỗi một loại cây khác nhau, và nó rất là nhiều những cái nhà nhỏ nhỏ đằng đó, đi chạy dài ra phía đằng xa luôn. Thì mình sẽ đi sơ lược một vài nơi để chia sẻ các bạn. Các bạn hãy theo dõi mình nhé. Mình đi vào cái khu vực vườn ươm này là dành cho những người ta dự trữ những cái cây thuộc nguồn gốc từ Japan, Nhật Bản đó. Thì trong này có rất là nhiều những cái cây lá phong đỏ mà gọi là Japanese maple á, thì người ta giữ trong này để khi mà có thể là người ta sẽ bán lại cho những cái vườn bán hoa nhỏ nhỏ để người ta mua lại, và người ta mua đi bán lại bỏ sỉ đó, thì người ta sẽ giữ bên trong này. Những mình đi mua lẻ thì mình chỉ lựa được những cái cây phía ngoài thôi, có rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ đi qua một cái nhà nữa để mình xem coi bên kia họ chứa là những gì ha. Đây là khu vực của những cái chậu hoa bằng đất nung, cũng có hoa văn nữa, rất đẹp mắt nè.
Mình nhìn kỹ thì thấy có những cái nó nhập khẩu từ Việt Nam qua. Đây là khu vực tính tiền này, các bạn nhìn thấy người ta đi mua hoa mà xếp hàng dài như là đi, tưởng là đi hội không. Rồi bây giờ mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với du lịch trải nghiệm. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn những video hay. Bye bye.